Với mục đích tìm hiểu, cập nhật chính sách liên quan tới môi trường kinh doanh, các ưu tiên phát triển kinh tế, thương mại và công nghiệp của chính phủ Việt Nam trong năm 2023, đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam và bày tỏ mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, đồng thời cam kết sẽ là đối tác và nguồn lực tin cậy trong việc thúc đẩy các mục tiêu và ưu tiên kinh tế chung. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của hai nước, duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi.